tôi đã mang đến rất nhiều niềm vui cho nhiều đứa trẻ. Nhưng đó cũng là lý do tôi không thể dành thật nhiều thời gian cho chính con trai của mình. Tôi là Nguyễn Thành Trung, một người dẫn chương trình, một chủ phòng thu, một chủ quán cà phê. Và tôi làm rất nhiều nghề nghiệp, nhưng tất cả để phục vụ cho một niềm đam mê lớn, nơi tôi dành rất nhiều tâm sức và thời gian, đó chính là từ thiện thật. Còn nhỏ thì mẹ nói rằng khi lớn lên con hãy cố gắng làm thật tốt để giúp đỡ cho mọi người. Và khi lớn lên thì tôi đã sáng lập ra từ thiện thật để thực hiện cái ước mơ đó. Bao nhỏ, anh Thành mang đến rồi. Tới này rồi đây này, còn một tuần nữa thôi. Con đang định là tất cả các thành phố sẽ cùng mẹ cho tôi hai sinh mạng, không phải một lần. Khi mà mẹ sinh ra tôi, khi mà trong bệnh viện, bác sĩ nói rằng là tim thai ngừng đập rồi. Thì bây giờ chỉ cứu một mẹ một con thôi. Mẹ tôi lúc đấy nói với các bác sĩ là hãy cứu lấy con tôi. Kể cả tôi có bị làm sao chăng nữa thì con tôi phải sống. Đó là điều mà đến tận ngày hôm nay tôi vẫn ghi nhớ. Đó là lý do vì sao mà tôi luôn luôn phải thực hiện thật tốt những điều mà mẹ mình mong ước. Điều mà tôi muốn xin lỗi mẹ lớn nhất ấy, đó chính là hiện nay tôi không có một gia đình đầm ấm. Mẹ luôn hy vọng rằng là tôi có thể có một gia đình hạnh phúc. Mẹ chỉ kỳ vọng là con sẽ hạnh phúc thôi. Có một lần tôi đến miền Trung. Và đợt đó thì tôi đi khá là lâu. Vợ con vẫn ở nhà. Lúc đấy không nhớ đến nhiều đến gia đình nữa. Vì là lúc đấy đang tập trung vào miền Trung bị lũ lụt. Và khi về thì chúng tôi có cãi nhau, có rất nhiều xung đột. Thậm chí là vợ của mình nói rằng là nếu anh chọn mà suốt ngày đi từ thiện và xã hội như vậy thì tốn quá nhiều thời gian. Cái lỗi sai lớn nhất của tôi đó là tôi chọn công việc của mình chứ không phải chọn gia đình. Người thiệt thòi nhất chính là con trai của mình. Trước khi mà tôi làm từ thiện thật thì tôi luôn kỳ vọng rằng là khi mà con sinh ra, con sẽ có được một cái mái ấm thật là tốt. Muốn chia sẻ rằng tôi chính là một người luôn được lắng nghe những lần cãi vã của bố mẹ. Và tôi luôn hy vọng rằng là khi sau này mình lấy vợ và sinh con thì mình sẽ dành cho con mình tất cả những gì mình có, thời gian, sự chăm sóc. Tuy nhiên thì khi mà có gia đình thì điều đó lại không thực hiện được. Bởi vì tôi đã lựa chọn cái điều kia, công việc của mình. Hồi bé thì Atun nói rằng là bố ơi bố, sao bố không ngủ ở nhà con? Đó là câu tôi rất suy nghĩ. Lúc đó tôi không biết trả lời nào. Bay cùng ước mơ, mang theo niềm tin, mang theo. Trước đây cái hồi bé khi mà tôi nhìn thấy con của mình thì thằng bé nó rất là tươi cười, từ ánh mắt luôn, rất là hồn nhiên. Nhưng khi mà thấy bố mẹ chia tay, từ năm 2 tuổi là con của mình đã khá là buồn. Đến tận bây giờ gần như mọi người có thể nhìn vào ánh mắt của con mình, có thể cười nhưng mà lúc nào cũng có một cái vẻ là buồn, không thể nào mà tả được. Và mỗi lần nhìn thấy điều đấy thì thật sự là không biết làm gì hơn cho con. Đừng khóc nữa, hay nín đi được không? Nhìn đôi mắt con đã sưng lên kia, chẳng có xinh xắn như lúc con cười đâu. Nào ngoan nhé, nghe ba một lần thôi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có ba ở đây rồi, tựa vào vai ba. Đối với tôi, một người bố phải làm cho con mình tự hào và noi gương. Khi một đứa trẻ có một người nói về để tự hào và kể cho bạn bè của mình thì chắc chắn nó sẽ phát triển tốt hơn. Và tôi thực hiện điều đấy, sẽ luôn luôn làm người bố hoàn thiện nhất. Có thể không sống với cả vợ, nhưng phải làm người bố sống tốt, sống để con noi theo, không tệ nạn. Ba vẫn xin chấp nhận.